Kính thưa quý vị khán thính giả <laughs> Mấy chục năm qua chúng tôi ở ngoại ngoại rất là bực bội về những cái kiểu lý luận của những cái người mà gọi là chống cộng đó Để xóa bỏ công trạng của cựu Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam trong việc giành được độc lập Từ tay các cường quốc và thống nhất gian sang năm 1975 Họ nói không cần đánh người ta cũng sẽ trả độc lập Đó là vì họ căn cứ vào một cái vài sự kiện như là những cái nước thuộc địa của Mỹ, của Anh À, thì trả độc lập cho những cái thuộc địa của họ vào năm 1946, 1947. Nhưng mà Pháp thì lại không hề trả cho Việt Nam. Vì vậy mà sau khi mà cụ Hồ đã giành được độc lập từ tay Nhật à, tuyên bố độc lập rồi, chúng ta còn phải đánh chín năm nữa mà nó đâu có trả đâu. Đấy. Thì cái cái việc này chúng tôi sẽ chốc nó sẽ mời giáo sư Nguyễn Minh Quang nói rõ hơn. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng tôi mời các bạn nghe các câu chuyện của các nước ở châu Phi thuộc địa của pháp hiện nay đây nè họ vẫn còn đang khốn khổ như thế nào trong cái thời điểm hiện tại. Và cái bài này đó là chúng tôi căn cứ vào này cái bài này bằng tiếng anh tôi dịch cái bài báo đó sơ sơ cho quý vị hiểu cái cái bối cảnh. thì cái bài này bắt đầu họ nói như thế này. Bạn có biết từ khi độc lập cho đến ngày nay nhiều quốc gia châu phi vẫn còn tiếp tục nộp thuế thuộc địa cho pháp. thì tức là họ mang tiếng độc lập nhưng mà họ vẫn còn đóng cái thuế thuộc địa. Khi tổng thống của nước Guinea là Sekou Touré quyết định thoát khỏi đế chế thực dân Pháp vào năm 1958 đó để mà được độc lập đó thì cái giới tinh hoa thuộc địa Pháp ở Paris đã vô cùng tức giận và họ có một hành động giận dữ lịch sử trong nước Pháp thì chính quyền của người pháp ở guinea đã phá hủy mọi thứ trong nước mà những thứ đại diện cho cái mà họ gọi là lợi ích từ quá trình thuộc địa của pháp tức là họ trong khi mà gọi là thuộc địa đó thì họ xây dựng những cái hạ tầng cơ sở như thế nào đó thì họ phá hủy hết Đấy thì 000 người pháp tàn phá đất nước lấy hết tài sản và phá hủy bất cứ thứ gì không thể di chuyển được tức là bất động sản đó như là trường học nè nhà trẻ nè tòa nhà hành chính nè ô tô nè sách vở nè thuốc men nè dụng cụ viện uh, nghiên cứu nè máy kéo nè uh, cũng bị đập nát phá hủy ngựa bò trong trại thì bị giết hết lương thực trong kho bị đốt hết hoặc là bị đầu độc Nghe không? Thế mà họ cứ đi ra họ rao giảng ánh sáng văn minh nhân đạo nhân quyền bác ái tự do. Quý vị thấy họ ác chưa? Mục đích của hành động thái quá này là gửi một thông điệp rõ ràng tới các thuộc địa khác rằng hậu quả của việc từ chối nước Pháp sẽ rất là cao. Nỗi sợ hãi dần dần lan rộng trong giới thượng lưu châu Phi và không ai sau các sự kiện ở Guinea có can đảm để noi gương cái ông Secuture nữa. Cái ông Touré đã từng hô hào cái khẩu hiệu là chúng tôi thích tự do trong nghèo đói hơn là giàu có trong chế độ nô lệ. Cái câu của ông nổi tiếng là cái bằng cái câu đấy. Đây là ông tổng thống xứ Guinea là Touré đấy đã nói cái câu đấy. Rồi một tổng thống của nước Cộng hòa Togo tên là Sylvanus Olympio là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Togo một quốc gia nhỏ bé ở Tây Phi đã tìm ra một giải pháp trung dung với người Pháp đây là cái ông Olympio tìm một cái giải pháp xem như là trung dung ông ấy không có muốn đất nước Togo của ông tiếp tục là một nước thống thuộc của Pháp vì vậy ông ấy đã từ chối ký hiệp ước tiếp tục làm thuộc địa mà De Gaulle đề xuất nhưng đồng ý trả một khoản nợ hàng năm cho Pháp vì cái gọi là lợi ích mà nước Togo có được từ quá trình đô hộ của Pháp. Đó là điều kiện duy nhất để người Pháp không tàn phá đất nước trước khi rời đi. Đấy, gọi là văn minh đấy. Tuy nhiên, số tiền ước tính của Pháp lớn đến mức cái khoản mà hoàn trả của cái gọi là nợ thuộc địa đó đã lên tới gần 40% ngân sách quốc gia vào năm 1963. Đấy, tình hình tài chính của nước Togo mới độc lập rất là không ổn định. Vì vậy, để thoát khỏi tình trạng này thì ông Olympio đã quyết định rút tiền thuộc địa Pháp FCFA, đồng, tức là đồng franc cho các thuộc địa châu Phi của Pháp và phát hành tiền riêng của quốc gia. Thì vào ngày 13 tháng Giêng năm 1963, ba ngày sau khi ông bắt đầu in đồng tiền riêng của đất nước của ông, thì một toán lính bộ chữ do Pháp hậu thuẫn đã giết chết vị tổng thống này. Đó, giết chết cái ông Olympio này. Ông Olympio đã bị giết bởi một cựu trung sĩ quân đội Lê Dương nước ngoài của Pháp là đã nhận được khoản tiền thưởng 612 đô la từ Đại sứ quán Pháp, địa phương cho công việc sát thủ này. Ước mơ của ông Olympio là xây dựng một đất nước độc lập, tự chủ, tự túc, nhưng người Pháp không thích ý tưởng này. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1962, thì Modiba Keita là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Mali, bây giờ nói sang cái một cái nước khác ở châu Phi. À, là Cộng hòa Mali. Ông Tổng thống này tên là Modiba Keita đã quyết định rút khỏi đồng tiền FCFA thuộc địa của Pháp được áp dụng cho 12 quốc gia châu Phi mới được độc lập. Đối với Tổng thống Mali thì người nghiêng về kinh tế xã hội chủ nghĩa rõ ràng hiệp ước tiếp tục thuộc địa với Pháp là một cái bẫy, một gánh nặng cho sự phát triển đất nước đây, đây là cái ông Keita này là cái ông tổng thống của Mali nè. Thì vào ngày 19 tháng 11 năm 1968 giống như ông Olimpio thì ông Keita sẽ là nạn nhân của một cuộc đảo chính được thực hiện bởi một cựu lính Lê Dương người Pháp khác. Trên thực tế, trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc chiến đấu của người châu Phi để giải phóng mình khỏi sự đô hộ của người châu Âu thì Pháp sẽ liên tục sử dụng nhiều cựu lính Lê Dương nước ngoài để thực hiện các cuộc đảo chính chống lại các tổng thống dân cử này. Ngày 1 tháng Giêng năm 1966, ông Jean Beden Bocassa, cựu lính Lê Dương người Pháp tiến hành một cuộc đảo chính chống lại David Dacko là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Trung Phi. Rồi ngày 3 tháng Giêng năm 1966, Maurice Yamego, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thượng Volta, nay gọi là Burkina Faso, là nạn nhân của một cuộc đảo chính. Do một cựu lính Lê Dương người Pháp, người đã chiến đấu với quân đội Pháp ở Indonesia và Algeria để chống lại độc lập của các nước này. Hay không? Rồi ngày 26 tháng 10 năm 1972, đó, thì cái người cận vệ của tổng thống Hubert Maga tổng thống đầu tiên của cộng hòa Benin đã thực hiện một cuộc đảo chính chống lại tổng thống sau khi ông ta tốt nghiệp các trường quân sự của Pháp từ năm 1968 đến năm 1970 thì sau đây là một số các cuộc đảo chính ở Châu Phi tính theo quốc gia phân ra làm hai loại một cái loại là các cựu thuộc địa của Pháp và các nước châu Phi khác thì cái số đảo chính ở các cụ thuộc địa Pháp là như là Togo, Congo, à, uh, Thi Chát, Burundi, Trung Phi, Niger, Mauritania, Burkina Faso, Comor, Guinea-Bissau, Bờ Biển Nga, Algeria, Mali, Madagascar, Tunisia. Đấy thì như họ để cái số đây là như togo là một cuộc đảo chánh congo tới ba cuộc đảo chánh tchad ba cuộc đảo chánh burundi bốn cuộc đảo chánh trung phi bốn cuộc đảo chánh niger bốn cuộc đảo chánh Mauritania bốn cuộc đại khái là đã xảy ra những cuộc đảo chánh để đảo lộn những cái tổng thống mà được dân cử còn ở nước châu phi khác thì ở ai cập cũng bị một cuộc libya một guinea xích đạo một một đề số này là cái số đảo chánh Rwanda 1, Liberia 2, Nigeria 3, uh, Congo RDC 2, Ethiopia 3, Uganda 4, uh, Guinea Conakry uh, 2, Sudan 5. Nhưng mà như những cái con số này chứng minh đó thì Pháp khá tuyệt vọng nhưng tích cực để giữ vững các thuộc địa của mình bằng bất cứ giá nào, bất kể giá nào thì tháng 3 năm 2008 cựu tổng thống Pháp là Jacques Chirac nói cái năm này thì ổng hết làm tổng thống rồi nhưng mà ổng nói rằng không có châu Phi thì Pháp sẽ trượt xuống vị trí thế giới thứ ba đây ông nói nếu mà ông ông là ông sống nhờ cái nước châu Phi mấy cái nước thuộc địa đó còn cái ông trước ông đó, là ông François Mitterrand đó, là cái người tiền nhiệm của ông Chirac đó, đã tiên tri vào năm 1957 rằng không có châu Phi thì Pháp sẽ không có lịch sử trong thế kỷ thứ 21. Nghe không? Tức là họ là sống nhờ, sống bám vào những cái nước thuộc địa ở châu Phi bằng cách là họ cướp những cái của cải của châu Phi. Nói trắng ra là như vậy đó. Tại thời điểm mà tác giả viết cái bài báo này đó thì 14 quốc gia châu Phi bị Pháp bắt buộc thông qua hiệp ước thuộc địa đưa 85% dự trữ ngoại hối của họ vào ngân hàng trung ương Pháp dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Tài chính Pháp. Cho đến nay thì tức là cái năm mà tác giả viết này đó là năm 2014 đó, thì cái nước Togo đó và khoảng 13 quốc gia châu Phi khác vẫn phải trả món nợ thuộc địa cho Pháp. Các nhà lãnh đạo châu Phi nào mà từ chối đó thì bị giết hoặc là nạn nhân của một cuộc đảo chính. Ai nghe theo thì được Pháp nâng đỡ, ban thưởng, lối sống xa hoa. Trong khi người dân của họ thì phải chịu cảnh nghèo, đói, cùng cực tuyệt vọng đó là một hệ thống xấu xa thậm chí còn bị liên minh châu âu tố cáo nhưng pháp vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ hệ thống thuộc địa của nó Hệ thống đã đưa khoảng 500 tỷ đô la từ châu Phi vào kho bạc của họ mỗi năm. Đấy, quý vị thấy chưa? Nhân từ bác ái, ánh sáng văn minh. Đấy. Chúng tôi cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Phi tham nhũng và phục vụ lợi ích các quốc gia phương Tây nhưng có một lời giải thích rõ ràng cho hành vi đó. Họ hành xử như vậy vì họ sợ bị giết hoặc là bị là nạn nhân của một cuộc đảo chính. Họ muốn một quốc gia hùng mạnh hỗ trợ họ trong trường hợp bị xâm lược hoặc gặp rắc rối. Nhưng trái ngược với sự bảo vệ quốc gia thân thiện, sự bảo vệ của phương Tây thường được đưa ra để đổi lấy việc các nhà lãnh đạo này phải từ chối phục vụ lợi ích của người dân hay là quốc gia của họ các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ làm việc vì lợi ích của người dân nếu họ không thường xuyên bị các nước thuộc địa đeo bám và bắt nạt. Năm 1958, lo sợ về hậu quả của việc lựa chọn độc lập khỏi Pháp, thì Leopold Seda Senghor tuyên bố là sự lựa chọn của người dân Senegal, cái ông tổng thống của Senegal đó. Ông nói rằng sự lựa chọn của người dân Senegal là độc lập. Họ muốn nó chỉ diễn ra trong tình hữu nghị với pháp không tranh chấp thì kể từ đó pháp chỉ chấp nhận sự độc lập trên giấy tờ cho các thuộc địa của mình nhưng đã ký hiệp định hợp tác có tính ràng buộc nêu chi tiết bản chất mối quan hệ của họ với pháp đặc biệt là các mối quan hệ với đồng tiền thuộc địa của pháp tức là đồng franc hệ thống giáo dục của pháp ưu đãi quân sự và thương mại đây là 11 cái thành phần chính của hiệp ước tiếp tục làm thuộc địa, gọi là tiếp tục thuộc địa hóa từ thập niên 1950 đến giờ. Thì tóm rắc bắt lại là chứ ít ai trong chúng ta biết rằng 14 nước châu Phi vẫn phải đóng 85% dự trữ ngoại tệ cho cái thứ được gọi là thuế độc lập cho nước Pháp. Điều này dựa trên các hiệp ước thuộc địa mở rộng mà các quốc gia này đã ký với Pháp khi quyết định độc lập hoàn toàn rút khỏi cộng đồng Pháp từ những thập niên 1950, 1960 ở thế kỷ trước. Nội dung chính của nó bao gồm có 11 khoản sau đây. Tức là cái đây là gọi là hiệp ước thuộc địa mở rộng. Thứ nhất là khoản nợ thuộc địa vì những lợi ích từ chế độ thuộc địa Pháp các quốc gia mới được độc lập trả tiền cho cơ sở hạ tầng được pháp xây dựng trong nước thời thuộc địa. Thứ hai là tự động tịch thu của dự trữ quốc gia. Các nước châu Phi phải gửi dự trữ tiền tệ quốc gia của họ vào ngân hàng Trung ương Pháp. Pháp đang giữ ngân khố dự trữ quốc gia của 14 nước châu Phi kể từ năm 1961. À, 14 nước đó là gì? Là... Để xem coi để xem lên cái bản đồ 14 nước đó là Benin, Burkina Faso, Guinea Bissau, bờ biển Nga, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Cộng Congo, Equatorial Guinea và Gabon. Chi phối chính sách tiền tệ là một hình thức xâm lược các nước khác một cách không bị làm phức tạp hóa bởi vì trên thực tế nó được điều hành bởi kho bạc pháp. Theo các điều khoản của thỏa thuận về việc thiết lập các ngân hàng trung ương của các quốc gia châu Phi, nó gọi là CFA thì các ngân hàng này có nghĩa vụ phải gửi ít nhất 65% dự trữ ngoại hối của mình vào một tài khoản giao dịch tại kho bạc pháp cùng với 20% khác để trang trải các khoản nợ tài chính. Tức là hơn 80% dự trữ nước ngoài của các nước châu Phi được gửi vào tài khoản giao dịch dưới sự kiểm soát của kho bạc Pháp. Hai ngân hàng CFA dù dưới cái tên châu Phi nhưng không hề có được chính sách tiền tệ của riêng mình. Thảm chưa? Bản thân các nước cũng không biết và cũng không được biết có bao nhiêu dự trữ ngoại hối đang giữ bởi các kho bạc Pháp thuộc về họ lợi nhuận từ đầu tư bằng tiền của các quỹ này trong kho bạc pháp được bổ sung vào quỹ nhưng không có bản kiểm kê chi tiết về bất kỳ sự thay đổi nào được đưa ra cho cả những ngân hàng này hay các quốc gia châu Phi. Ước tính hiện pháp đang nắm giữ gần 500 tỷ đô la của các nước châu Phi trong ngân quỹ của mình và sẽ làm bất cứ điều gì để chống lại bất cứ ai muốn làm sáng tỏ sự đen tối của đế chế cũ này. Các nước châu Phi không có quyền đụng vào số tiền đó. Pháp chỉ cho phép họ tiếp cận có 15% số tiền mỗi năm. Nếu họ cần nhiều hơn thì họ phải vay thêm tiền từ 65% của họ trong kho bạc Pháp với lãi suất thương mại. Tệ hơn nữa, Pháp áp đặt một hạn mức trên số tiền mà các nước có thể vay từ nguồn dự trữ này. Hạn mức được cố định là 20% thu nhập quốc gia của họ trong năm trước đó. Nếu các quốc gia cần phải vay mượn hơn 20% số tiền của họ, Pháp có quyền phủ quyết. Thứ ba, quyền được ưu tiên đối với bất kỳ nguồn tài nguyên nào được tìm thấy trong nước. Pháp được quyền đầu tiên mua bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy của các cựu thuộc địa. Chỉ sau khi Pháp nói tôi không quan tâm thì các nước châu Phi mới được phép để tìm kiếm các đối tác khác. Ôi trời ơi, đó là ông trời đấy. Điều thứ tư là ưu tiên cho Pháp và các công ty Pháp trong việc mua sắm, công và đấu thầu công khai. Trong các hợp đồng của chính phủ, của thuộc địa, các công ty của Pháp phải được xem xét ưu tiên đấu thầu trước. Họ nhả ra mới được tìm nơi khác do vậy trong rất nhiều ngành kinh tế trọng điểm của các cụ thuộc địa đều ở trong tay người pháp ví dụ như tại bờ biển nga các công ty pháp sở hữu và kiểm soát tất cả các dịch vụ tiện ích lớn như là nước điện điện thoại giao thông bến cảng và các ngân hàng lớn cũng như các ngành thương mại xây dựng nông nghiệp. Điều thứ năm pháp được độc quyền cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo cho các cán bộ quân sự nước cựu thuộc địa thông qua các học bổng trợ cấp. Các quốc gia cựu thuộc địa châu Phi phải gửi sĩ quan quân đội cấp cao của họ đến đào tạo ở Pháp hoặc ở các cơ sở đào tạo Pháp. Nhờ đó, Pháp luôn duy trì được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nội gián trong bộ máy quân sự các nước châu Phi và nuôi dưỡng lực lượng này. Họ không hoạt động khi không cần thiết và được kích hoạt khi cần thiết cho một cuộc đảo chính hay bất kỳ mục đích nào khác. Nghe chưa? Tức là họ đào tạo hết các sĩ quan quân đội cấp cao. Đó là một cái hệ thống gián điệp mà họ có thể họ nhờ được. Điều số 6. Phải cho Pháp triển khai quân đội và can thiệp quân sự các nước cựu thuộc địa để bảo vệ lợi ích của Pháp. Điều này tương tự như là một hiệp định quốc phòng thuộc khối hiệp ước thuộc địa Pháp. Pháp có quyền hợp pháp để can thiệp quân sự vào các nước châu Phi, cũng như đóng quân vĩnh viễn trong các căn cứ trên lãnh thổ các nước này. Đó, đây là cái bản đồ quân sự Pháp ở các nước châu Phi đây. đây cái phần đậm nhất là quân đội Pháp đóng vĩnh viễn như ở Senegal, Gabon, Djibouti, Reunion, Mayotte. Rồi cái màu bớt đậm hơn là lực lượng đặc biệt đóng quân. Đây là những cái cái màu xanh là, nó cũng cũng là cho phép quân đội Pháp qua lại rồi cái ở nước màu cam này là pháp nó tài trợ dân sự cho chiến tranh mâu thuẫn về quân sự như ở somalia libya Đấy. rồi cái điều số 7 là nghĩa vụ sử dụng tiếng pháp là ngôn ngữ chính thức của quốc gia và ngôn ngữ cho giáo dục một tổ chức phổ biến văn hóa và ngôn ngữ pháp gọi là cộng đồng pháp ngữ được xây dựng ở các nước cụ thuộc địa với nhiều chi nhánh khác nhau chịu sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp khi tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất mà bạn có thể nói thì bạn chỉ có thể truy cập ít hơn 4% tri thức và tư tưởng của nhân loại rất hạn chế nghĩa vụ dụ sử dụng hệ thống tiền tệ thuộc địa Pháp là FCFA đó thực sự là con bò sữa của nước Pháp và bất chấp Liên minh châu Âu lên án việc làm xấu xa này nhưng Pháp không chịu từ bỏ chương trình đem lại 500 tỷ đô la cho kho bạc của mình từ các nước châu Phi thuộc địa cũ. À, nhắc lại đây là cái cái đồng à, gọi là FC cái hệ thống FCFA là cái nghĩa là cái hệ thống tiền tệ thuộc địa pháp. Đấy. Điều số 9, nghĩa vụ gửi cho Pháp dự trữ và cân đối thu chi hàng năm. Do Pháp nắm giữ hơn 80% dự trữ ngoại tệ của các nước nên nếu không có báo cáo thì kho bạc Pháp sẽ không có chi tiền. Đấy, Điều số 10 là không được phép gia nhập bất cứ liên minh quân sự nào khác trừ khi được sự cho phép của Pháp. Với các cụ thuộc địa của Pháp thì Pháp cấm họ tìm kiếm liên minh quân sự khác trừ khi do Pháp cung cấp cho họ. Phải không? Nó là ông cố nội. Điều thứ 11 nghĩa vụ liên minh với Pháp trong hoàn cảnh chiến tranh hay khủng hoảng toàn cầu. Hơn một triệu lính châu Phi đã tham gia cuộc chiến chống phát xích trong chiến tranh thế giới thứ hai đóng góp của họ thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ. Nhưng bạn nghĩ sao, khi chỉ mất có 6 tuần để Đức đánh bại Pháp vào năm 1940. Đó, người Pháp biết người châu Phi có thể có ích cho các cuộc chiến đấu cho grandeur de la France trong tương lai. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi họ biết về thuế thuộc địa của Pháp thường là một câu hỏi sẽ đến khi nào đây? Khi nào? Một so sánh lịch sử là Pháp đã buộc Haiti phải trả số tiền tương đương với giá trị hiện nay là 21 tỷ đô la từ những năm 1804 đến năm 1947, tức là gần một thế kỷ rưỡi để trả cho các thiệt hại của các nhà buôn nô lệ Pháp bằng việc bãi bỏ chế độ nô lệ và giải phóng nô lệ Haiti. Trời đất ơi! giải phóng nô đệ, lệ lệ hai ti thì nó không có được lợi nữa cho nên bây giờ nó bắt nó, nó bắt người ta phải bù vào cái số tiền nó lỗ là vì nó không được hưởng chế độ nô lệ nữa các nước châu phi phải trả thuế thuộc địa chỉ mới có trong vòng 50 năm qua cho nên là vì vậy họ có thể họ còn phải trả trong hàng thế kỷ nữa mới xong thì đến đây xin tạm ngưng để mời giáo sư nguyễn mạnh quang cho ý kiến về cái thuộc địa pháp như thế này